Pháp thâm sâu này vô sanh vô diệt. Vì sao? Vì sắc không sanh không diệt, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, nói rộng cho đến trí nhất thiết không sanh không diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt. Nên pháp thâm sâu này không sanh không diệt. Pháp thâm sâu này hoàn toàn không để lại dấu vết. Vì sao? Vì dấu vết của sắc bất khả đắc, dấu vết của thọ tưởng hành thức bất khả đắc, nói rộng cho đến dấu vết của trí nhất thiết bất khả đắc, dấu vết của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc, nên pháp thâm sâu này hoàn toàn không có dấu vết. Bấy giờ các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới lại bạch Phật: Đại đức thiện hiện đúng là con của Phật từ Như Lai sinh ra. Vì sao? Vì những điều mà đại đức thiện hiện nói đều tương ưng với tánh không. Cụ thọ thiện hiện hỏi các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới: Các người nói ta chính là con của Phật được sanh ra từ Như Lai. Vậy thế nào là thiện hiện được sanh ra từ Như Lai? Nghĩa là từ chân như Như Lai sanh ra vậy. Vì sao? Vì chân như Như Lai không đến không đi, chân như thiện hiện cũng không đến đi, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai tức là chân như tất cả pháp, chân như tất cả pháp tức là chân như Như Lai. Như vậy chân như không có tánh chân như.